Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70 xinh đẹp. Các bạn ơi, các bạn có khỏe không? Trước khi vào câu chuyện chủ đề chính thì mình muốn gửi lời chúc tất cả các bạn trên toàn thế giới luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và cẩn thận trong cái mùa Covid đại dịch này nhé. Và bây giờ mình đi đi vào chủ đề chính. Cái chủ đề chính của mình hôm nay là mình muốn nói lên là lý do tại sao mà sư cô Xuân Liên cứ đuổi Kim Ngân, và tại sao Kim Ngân không muốn ở chùa. Thì cái khi mà Thúy Nga đưa Kim Ngân vào chùa, muốn để Kim Ngân ở chùa ấy, thì Kim Ngân cứ từ chối. Kim Ngân nói là có kiểu như cảnh sát ở đấy nhiều rồi bắn phá. Thì lúc đấy Thúy Nga cứ nghĩ là Kim Ngân bị bệnh, chứ là không biết cái gì, là cứ nói linh tinh. Thì Thúy Nga không để ý, bởi vì Thúy Nga không để ý. Thì ngay cả cái hôm dọn nhà thế, Thúy Nga vẫn là không biết, vẫn không để ý, vẫn cứ cho là cô Kim Ngân này là cô ấy biết trước nhiều cái thần thánh. Nhưng mà trước đây ấy, thì cô cũng nghĩ là như thế, nhưng mà sau cô mới nhiều lần cô mới nghiệm ra rằng là không phải là Kim Ngân biết trước, mà Thúy Nga là người vô tâm, không để ý. Khi mà làm cái ngày làm sinh nhật ấy là Kim Ngân đã biết trước từ đấy rồi. Cho nên Kim Ngân đã có lần Kim Ngân nói là má hai tránh xa con ra, nhà chưa khô. Người ta 7 người cơ, má hai có một người đấy. Có nghĩa là Kim Ngân biết hết rồi, khi mà không có Thúy Nga thì ông Ngó Vàng này, cô sư cô Xuân Liên này, rồi Gia Nguyễn này đã gặp Kim Ngân và đã nói trước tất cả rồi. Nhưng mà Thúy Nga không biết. Chứ chính vì như thế, chứ và Thúy Nga đưa Kim Ngân đến ở chùa, Thúy Nga nói là thuê nhà khó không thuê được. Nhưng mà cô Xuân Liên trước mặt Thúy Nga thì bảo ở, nhưng mà sau lưng thì đuổi. Thì Kim Ngân nói, nhưng mà Thúy Nga không tin, bởi vì Thúy Nga cứ nghĩ là Kim Ngân có bệnh nên là nói lung tung đấy. Thì tại sao mình lại đưa ra cái chủ đề hôm nay là nguyên nhân tại sao mà cô Xuân Liên đuổi Kim Ngân, như cái hôm mà Thúy Nga đưa Kim Ngân đến chùa, cô Nga à thì cô Xuân Liên có giới thiệu phòng thì nói là kia là phòng của sư cô à sư sư ông, phòng này của sư bà, phòng này của sư ông, thì giới thiệu hết. Thì Thúy Nga mới hỏi là cô ok không, ok không Kim Ngân, thì Kim Ngân lắc đầu là không. Kim Ngân nói là phòng của sư ông thì để sư ông ngủ đi. Thì bởi vì cô Xuân Liên nhắc 2 lần thì cô Xuân Liên mới lại chữa là không, không phải, không không có sư ông, không có sư ông ở đây đấy. Và đã có lần là Kim Ngân nói sư cô, mà cái lúc ấy có cả Thúy Nga ở đấy, là sư cô đã chót dại với ông Ba Ghét. Thì ai là ông Ba Ghét? Đấy là một cái ẩn số. Mà có thể cái ông Ba Ghét này kết hợp với cô Xuân Liên và để sát hại cô sư cô Liên Thi. Thì cô Xuân Liên ấy là sợ Kim Ngân đã ở đấy bị lộ, cho nên là cứ đuổi. Nhưng mà trước mặt Thúy Nga thì không muốn nói. Và khi mà cái cô Liên Thi chết thì cảnh sát cũng đến hỏi, thì sư cô nói là cô Liên Thi xin đi Las Vegas 5 ngày. Cô Liên Thi sang tiếng không biết, suốt ngày nấu ăn, ngày mấy bữa đi chợ thì tiền đâu mà đi chơi, mà quen ai mà đi chơi. Mà nếu thật sự đi chơi 5 ngày mà không thấy về
thì cô Xuân Liên phải báo cảnh sát hoặc là phải đi tìm chứ, tại sao lại cứ im như thế. Thì khi mà người ta hỏi thì cô lý do cô kêu là những người đến chùa này là người ta không thích ở thì người ta đi chỗ khác, khi nào ổn định người ta về người ta lấy đồ, khi nào ổn định người ta về người ta đi lấy đồ, đấy là một cái lý do thôi. Nhưng mà có nhiều cái thế bây giờ cũng như là mọi người nhận định là trong cái nhà kho có xác của cô Liên Thi, mà tại sao lại khóa ngoài, ai là người khóa ngoài cho cô đấy, ai là người khóa ngoài. Và cô Xuân Liên này dứt khoát là cô có chìa khóa, tại sao cảnh sát, có cảnh sát có hỏi, cảnh sát có hỏi thì cô này cô cứ lý do đấy cháu. Thì và khi mà phát hiện ra cái xác chết đấy là cháu Phổ Thuận, nhưng tại sao cháu Phổ Thuận lại không báo cảnh sát, nhưng mà có lẽ là không nghĩ ra bởi vì còn trẻ, hoặc là nói với cô Xuân Liên là báo cảnh sát nhưng mà cô ấy gàn chăng. Thì trong cái video này mình muốn nêu lên là có thể ông Ba Ghét với cô Xuân Liên kết hợp nhau sát hại cô Lan Thi, bởi vì là cái cô Lan Thi này là cô ấy ở cùng ở đấy và cô ấy biết được rất là nhiều chuyện. Và cái ông Ba Ghét này và cô Xuân Xuân Liên này là kết hợp với nhau nhiều cái uẩn khúc, rồi hai người đã mang tiếng ở chùa nhưng mà vẫn lòng thòng với nhau. Thì có thể là cô Liên Thi cô ấy phát hiện ra thì hai người này bàn nhau giết cô Liên Thi để mà bịt đầu mối. Chứ có cái gì, tại cô Liên Thi này cô ấy có làm sao mà giết cô ấy, đúng không cả nhà? Thì cái lập luận này ấy, mình nói đây thì các bạn có nhất trí với mình không? Nếu các bạn nhất trí với mình thì các bạn bình luận, và nếu không nhất trí thì các bạn cũng cho mình ý kiến để video sau mình làm tiếp nhé. Chính vì như thế nó có rất là nhiều uẩn khúc, và mà tại sao là cô Kim Ngân này cô ấy biết được như là cô Xuân Liên này cô ấy càng sợ, cô ấy đã giết Liên Thi rồi còn lại càng sợ là Kim Ngân mà ở đấy thì còn biết nhiều chuyện nữa, cho nên là dứt khoát là đuổi Kim Ngân, nhưng mà trước mặt Thúy Nga thì không dám nói. Và cái cô Xuân Liên này càng ngày càng lộ diện, càng ngày càng lộ diện đấy các bạn ạ, càng ngày càng càng lộ diện đấy, bởi vì trong cái mồm cái mặt của cô ấy nói là đã không là con người, đã không thật thà rồi, đã không 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 tốt rồi. Nói thì vừa mấy người ta phỏng vấn là có biết trước đây có biết cô Kim Ngân không? Không, hoàn toàn không biết. Sau đấy thì không biết ai hỏi nhỉ, có cả Thúy Nga đấy hay là Thúy Nga hỏi nhỉ? Hay là đấy mình cứ xem, nhưng mà mình lại chả để tâm chả nhớ. Thì lại lại trả lời là trước đây 10 năm mới là có biết Kim Ngân. Chứ cứ giấu đầu hỏi đuôi những cái người mà người ta không thật ấy, người ta làm những cái việc khuất tất ấy các bạn, là cứ giấu đầu bỏ đuôi đấy, không thể giấu được, không thể để che kín chỉ là mong mọi người cùng nhau để tìm ra ánh sáng, tìm ra cái lẽ phải cho cô Liên Thi thì tất nhiên là cô ấy cũng không còn nữa, nhưng mà để làm gương cho những người khác, mà những người mà đã đi tu như người ta thì như cái cô Xuân Liên ấy, cô đã biết tội lỗi của cô ấy, thì cô ấy phải hối phải phải cô ấy phải sám hối, nhưng mà càng ngày càng đi vào tội lỗi, kể cả cái cô sư cô giấu mặt cũng thế. Bây giờ người ta biết tin ai được, ai người cũng tin vào đi chùa cửa Phật để cầu may, rồi thì để cầu tất cả mọi cái. Mà bây giờ mấy sư cô Xuân Liên này bây giờ lại đến cái cô sư cô giấu mặt mà suốt ngày là đi quay video Kim Ngân rồi ông Áo Vàng. Thế bây giờ hỏi các bạn
tin ai bây giờ? Nhà chùa mà như thế thì tin ai? Đấy, không biết là tin ai được. Mà người ta bảo một con sâu bỏ dầu nồi canh, nhưng mà đấy một cái chùa Tịnh Xá mà đã mấy người như thế rồi. Bây giờ rất nhiều người nhé, đi tu ấy, mặc áo cà sa, mượn áo nhà chùa để mà đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bây giờ những người nào người ta tin về về chùa, tin về sư thì tin ở đâu bây giờ các bạn? Ok, video này đến đây là hết nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mong các bạn ủng hộ thật là nhiệt tình.